thiếu canxi là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra 147 chứng bệnh. Công trình được giải thưởng Nobel Y học năm 1991 của tiến sĩ Wallach người Mỹ. Canxi là yếu tố hoạt động nhất trong cơ thể con người. Canxi chiếm 1,5 đến 2% trọng lượng cơ thể. Trong đó, 99% tồn tại trong xương, răng, móng chân, móng tay. Chỉ có 1% tồn tại trong máu và trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Canxi giữ vai trò truyền dẫn thông tin. Canxi tham gia hầu hết các hoạt động của cơ thể và của tế bào. Trong cơ thể con người tồn tại hai nồng độ canxi theo tỷ lệ ổn định. Nồng độ canxi của xương gấp 10.000 lần nồng độ canxi của máu. Nồng độ canxi bên trong tế bào, ngoài tế bào, trong tế bào là 10.000 trên 1. Nếu hàm lượng canxi, nồng độ canxi trong cơ thể có biến đổi thì sự cân bằng canxi bị phá vỡ. Lúc đó, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và sinh ra nhiều bệnh tật. Nồng độ canxi trong máu của người lớn có sức khỏe bình thường là 9 đến 11mg trên decilit. Nếu tụt xuống còn 7mg trên decilit sẽ bị chuột rút, chân tay co giật. Nếu nồng độ canxi trong máu lớn hơn 3mg trên decilit sẽ bị loạn nhịp tim. Hơn nữa, còn có thể đe dọa đến tính mạng. Nồng độ canxi trong máu luôn duy trì ổn định là điều cần thiết cho cơ thể con người. Khi cơ thể thiếu canxi, hệ thống tự điều chỉnh nồng độ canxi sẽ điều tiết để duy trì sự ổn định của nồng độ canxi trong máu. Sự điều tiết đó diễn ra như sau. Khi con người hấp thụ canxi trong thức ăn không đủ cho nhu cầu của cơ thể, thì nồng độ canxi trong máu tạm thời giảm xuống. Thông tin này truyền qua hệ thần kinh. Tuyến cận giáp nhận được thông tin này, lập tức tiết ra hormone tuyến giáp, thúc đẩy canxi trong xương, canxi ở dạng hợp chất, chuyển thành ion canxi bổ sung vào máu để duy trì sự cân bằng canxi trong máu. Quá trình điều tiết này diễn ra rất nhanh chóng, cho nên ta không tự nhận biết được cho dù cơ thể bị thiếu canxi trầm trọng. Nhưng nồng độ canxi trong máu tụt xuống dưới 7mg trên decilit thì bị chuột rút cũng chỉ sau 1 đến 2 phút là khỏi. Tại sao khỏi như vậy? Đó là do hormone tuyến cận giáp đã nhanh chóng tác động, làm cho canxi ở xương nhanh chóng chuyển vào máu, bổ sung canxi cho máu, đảm bảo đủ nồng độ canxi trong máu. Bởi vậy, nếu căn cứ vào tình trạng nồng độ canxi trong máu để chẩn đoán cơ thể thiếu hay đủ canxi sẽ là trái với khoa học. Khi tuyến cận giáp luôn bị kích thích do thiếu canxi, tuyến cận giáp phải hoạt động liên tục, tiết ra quá nhiều hormone. Chức năng tuyến cận giáp làm việc quá mức nên không còn kiểm soát được nồng độ canxi trong máu nữa. Do vậy, nồng độ canxi trong máu tăng cao, dẫn đến loạn nhịp tim. Khi nhịp tim loạn thì tuyến giáp lại phải tiết ra hormone để giảm nồng độ canxi trong máu, chuyển lượng canxi thừa đó ra ngoài tới các tổ chức khác để duy trì ổn định nồng độ canxi trong máu. Quá trình đó gọi là canxi di chuyển. Quá trình canxi di chuyển tuy giảm được nồng độ canxi trong máu nhưng nó lại để lại hậu quả. Nếu canxi chuyển vào niệu đạo, vào mật thì sinh chứng sỏi đường tiết niệu, sỏi mật. Nếu canxi đó chuyển vào thành động mạch thì sinh chứng xơ cứng động mạch, một trong những nguyên nhân gây bệnh nhồi máu cơ tim. Nếu canxi chuyển tới tế bào thần kinh thì tế bào thần kinh bị lão hóa, đó là một trong những nguyên nhân gây ra chứng lú lẫn của người già, suy giảm trí nhớ. Nếu chúng chuyển đến các tổ chức khí quan khác, lúc này nồng độ canxi trong tế bào và ngoài tế bào có sự biến đổi, dẫn đến tổ chức phần mềm bị xơ cứng. Hệ quả kể trên làm cho công năng của nhiều khí quan trong cơ thể bị thoái hóa. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho loài người bị lão hóa sớm. Như vậy, thiếu canxi gây ra tình trạng canxi di chuyển, tác động vào hệ thống trong cơ thể con người, gây ra nhiều chứng bệnh khác nhau mà con người chúng ta đang mắc phải. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay và bổ ích, hãy like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.